nhân hạ ngã nhân đừng cách địa sắc không còn chẳng chớ ra. Thế là trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Kỳ Giang Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm Canh Thìn. Nhân ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài mình không chịu, mà tiền của người ta nó đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã nhân đó, còn khác biệt đó. Mình mất á, mình buồn mình giận, mình ta mất thì mình không có buồn có giận gì hết. Đó là nhân ngã nhân, mình cách biệt. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết, thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình làm Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiền cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là không có nhân ngã. Nhân ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người, thì hoàn toàn tâm là thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ gì xa. Sắc và những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy, không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau, chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán chưa mùi hương chúng, gió thổi nhập nhà thập cửa, từ hư không thành ra sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng không được, nói không cũng không được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi bây giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết mà, tôi nhìn mấy chú tôi biết mà, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết mà, tôi không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lìa ra, là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mạch đó đó. Cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ ngay mình tu cho mình thành phần. Đó là kinh Bát Nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Là muốn nói Phật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một nghiệp. Thầy nói đó là kinh Bát Nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì là khá chắc đấy. Còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chắc cái đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà tu không thành ra được nguyện, đâu còn sửa gì đó. Cái câu mà tu không cần lại thì quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh thì nhờ lại quỳ mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật. Hồi đâu còn sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là kiến tánh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái Phật tánh từ bi hỷ xả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đại y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử lại. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật. Cái ý là như vậy đó. Dạ thưa ông Năm, trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tiếng đồ là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu về pháp môn tịnh độ rất là nhiều.
Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành lành lên thì là có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái giết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu để tử các người hãy bỏ hết những tháng tài dạy nhiều quá vì nó còn luân hồi sanh tử, bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi sanh tử, còn tu mấy cái tháng kia còn luân hồi sanh tử, bắt đầu nó dạy lại cái tu thiền. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, thấy không, hành đạo thiền cấp cấp sướng phia, lòng thương chúng thiên văn hữu thế, nào khắc chợ chưa đồ ế, bán giả lẻ kẻ hỏi mua. Thầy ra đời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mẫu em nghe. Đó một phần thầy mới dạy học Phật tu nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay rồi lần lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được nữa. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác, đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một màu mạng, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát, còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh, nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng banh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó thì vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có vẻ trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài được không? Tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cắt cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, chỉ cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Như vậy gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đã an vui. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật mà nhất tâm mới thành Phật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực linh. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là chỗ này hay lắm, ngon hết cả là ngon. Rồi buông cái bộ